Dù không vui nhưng Gia An, Lãnh Thanh vẫn phải tiếp nhận công việc ở công ty của bà Lan, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh. Ngày đầu làm việc với đối tác, Gia An đã hạch sách đủ điều khiến Phương, Việt Hoa phát cáu. Gia An, Lãnh Thanh nằm trong tầm kiểm soát của bà nội nhưng vẫn không bỏ thói la cà, ham chơi. Anh đang chém gió với bạn gái, Chi, Thục Anh đi tới cắt ngang câu chuyện. Chi tuyên bố là chị vợ của Gia An khiến cô gái kia bất ngờ. Bà Lan, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, đau đầu vì rắc rối ở viện dưỡng lão. Bà đến gặp đầu bếp của viện dưỡng lão vì nghi ngờ người này kích động gia đình những nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm ở viện. Tôi đến đây vì lương tâm và trách nhiệm, còn ngộ độc là do nguồn cung cấp thực phẩm, người đàn ông chối. Bà Lan hẹn người này tại cơ quan chức năng. Căn cứ vào đâu anh nói người ấy mất vì ngộ độc, đã có kết quả pháp y chưa? Bà Lan hỏi, đầu bếp cứng họng, chỉ biết im lặng. Phương, Việt Hoa tức giận vì Gia An tới muộn, làm lỡ việc ở công ty. Trái lại, Gia An tỏ ra bất cần, nhắc nhở Phương giữ thái độ đúng mực. Những gì tôi nói tôi làm đều dưới sự chỉ đạo của sếp, người trực tiếp trả lương cho tôi. Nếu cậu không thích có thể nói giám đốc đổi trợ lý khác, Phương bức xúc. Gia An lại bày trò yêu cầu đối tác của công ty phải chờ anh 10 phút. Phương nhắc anh chỉ còn 15 phút để bắt tay vào công việc khác. Trong một buổi chiều mà lỡ việc tới hai lần chắc chắn giám đốc không vui đâu, Phương nói. Ngay từ lần đầu chạm mặt, Gia An đã không có thiện cảm với Phương, bởi cô chính là người được bà Lan chọn để ở bên cạnh giám sát cháu trai hỏng ép cậu phải tiếp quản công ty của gia đình.